Trời ơi, mệt muốn đứt cả hơi, con không đi nữa đâu. Cố lên đi, sắp tới rồi. Thầy nói sắp tới mà có thấy tới đâu. Cái thằng mày nói nghe lạ thiệt. Tao nói sắp tới chứ tao có nói là đã tới rồi đâu. Mà sắp tới thì có nghĩa là chưa tới, mà chưa tới thì có nghĩa là phải đi mới tới, hiểu chưa? Thôi, con không đi nữa đâu. À, cái thằng nói nghe lạ chưa. Mày, mày dám giận mặt với tao? Giận mặt với tao hả? Thầy thử nghĩ coi, đi đã hai ngày đường rồi, đạo sĩ ở đâu không thấy, chỉ thấy hai cái chân của con muốn rụng ra thôi. Thôi được rồi, mày muốn ở lại, tao cho mày ở lại một mình, cho bọn cướp làm thịt mày. Tao đi một mình. Ê, thầy ơi, thầy ơi, đợi con với thầy ơi. Thầy ơi, thầy, đợi con với thầy. Thầy ơi, cho con đi với thầy. Con đi với thầy mà. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Thầy cho con theo thầy với. Thà con bị rụng chân chứ con sợ bị lòi ruột lắm. Vậy thì lẹ lên, cằn nhằn cứ nhớ hoài. Đi. Thầy ơi, thầy ơi, hả? Liệu đạo sĩ có thiệt không hả thầy? Cái thằng này, mày hỏi lạ vậy? Không có thiệt thì tao đi tìm để làm gì? Thầy ơi, cái nghề đóng giày cũng có tệ lắm đâu. Nếu mà mỗi năm tằn tiện cũng tậu được vài ba công ruộng, nếu mà cố gắng làm việc thì vài chục năm cũng trở thành địa chủ phú hộ. Việc gì mà phải cầu cạnh người ta. Mà thầy à, làm quan á thì con thấy cũng có gì sướng đâu. Hễ mình làm sai một chút á thì trên giáng xuống, dưới chọc lên, sống cũng đâu có yên. Nhiều khi á, ma đưa lối, quỷ đưa đường, làm chuyện sằng bậy mang họa vào thân đó thầy. Cái thằng này, mày cũng câm đi không hả? Tao không hiểu mày ăn nhầm phải cái gì mà nói ra toàn những điều xui xẻo. Mày, mày tưởng cái nghề đóng giày này là sung sướng lắm à? Hả? Suốt ngày cứ ôm chân người ta để kiếm từng đồng bạc một, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Mà tao cũng không thể hiểu nổi tại sao mày lại đâm đầu vào học cái nghề đóng giày này để làm gì. Đóng giày thì cũng có gì xấu lắm đâu. Con học, con thích vậy thôi. Nhưng dù sao á thì mày cũng là đệ tử của tao. Tao nể tình thầy trò tao mới cho mày đi theo. Ừ, sau này nếu có vinh quang á thì mày cũng được hưởng lấy. Còn nếu mày không thích thì mày cứ tự nhiên đi về. Tao đi một mình. Có thầy.
Con kính chào đạo sĩ à. Dạ. Con kính chào đạo sĩ à. Dạ, dạ. Các người đến đây làm gì? Dạ, bẩm, con đến để nhờ đạo sĩ giúp cho con một chuyện à. Chuyện gì? Dạ bẩm đạo sĩ, con nghe nói đạo sĩ có phép giúp người ta thực hiện được ý muốn của mình một cách dễ dàng à. Người muốn gì? Dạ, bẩm đạo sĩ, con làm nghề đóng giày à, quanh năm vất vả mà không giàu lên được à. Dạ, con xin ông giúp cho con được làm quan à, để con hưởng được một chút bổng lộc à. Dạ, dạ, nếu đạo sĩ thấy không tiện thì cho con làm nghề khác cũng được à, miễn là có nhiều tiền mà không vất vả như cái nghề đóng giày của con à. Người muốn làm quan phải không? Dạ vâng ạ, vâng ạ. Ta sẽ giúp cho ngươi được toại nguyện. Dạ, dạ. Ngươi hãy ăn miếng trầu này, rồi lại phiến đá kia nằm nghỉ. Ta sẽ phù phép cho ngươi. Cảnh đẹp thật. Nhưng mà có lẽ ta hơi mệt. Dạ, mời bệ hạ. Ê chết, hết nước rồi. Yeah. Bệ hạ ngồi đây, để thần đi lấy nước suối. Được rồi. Bệ hạ uống một chút sẽ khỏe ngay thôi. Không sao đâu, người cứ đi đi, đi đi. Dạ, bệ hạ bảo trọng. Ở đây cảnh đẹp như thế này mà sao dân tình lại khổ đến như vậy? Của ta mà dừng tay lại, hắn là ân nhân của ta đó. Tên trộm chạy mất rồi. Tại sao đánh thầy tôi? Xin lỗi, người có làm sao không? Tôi hơi lỡ tay. Ông có làm sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? Không, nhầm lẫn thôi mà. Người có làm sao không? Người đứng lên như vậy là không làm sao rồi. Ông yên tâm đi, ta sẽ đền bù cho ngươi xứng đáng.
Ta chợt nảy ra ý định này, ngươi thấy thế nào? Dạ. Được vi hành lần này, tới quyền Hà Đông ta thấy rất lộn xộn, cần phải có một người cầm cân nấy mực. Hả? Ta thấy người này rất hợp ý ta, ngươi nghĩ sao? Nhưng tâu hoàng thượng. Ôi, ngươi khỏi lo đi. Dạ. Hắn đã xả thân để cứu ta, như vậy là hắn đã có công lớn với triều đình rồi. Ta chỉ cần hỏi hắn hai câu là sẽ biết ngay tài đức của hắn. Hả? Còn thân thế ta tính sao? Hả? Dạ phải ạ. Thầy thầy, hai người này trông có vẻ sang trọng lắm, hy vọng là họ sẽ trả công to cho hai thầy trò mình đó. Giỏi giỏi. Đã ba năm rồi mà đến bây giờ nhà ngươi vẫn chưa hiểu ý câu đối đáp giữa ta và hắn à? Dạ tâu hoàng thượng, thần chưa hiểu ạ. Thôi bây giờ để ta nói cho ngươi hiểu. Dạ. Thoạt đầu ta xòe bàn tay ra rồi xoa xoa lên đầu. Dạ. Ý muốn nói là trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ đến việc ít nước lợi dân. Dạ. Lập tức hắn mới dưới chân đạp xuống đất chà chà mà trả lời rằng, và cũng phải đạp dưới chân tất cả những điều xấu xa tội lỗi. Sau đó ta mới đưa ba ngón tay lên ý. Dạ. Nói tam quy. Dạ. Không cần suy nghĩ, hắn mới đưa luôn năm ngón tay ý nói ngũ giới. Dạ. Người thấy chưa, hắn. Dạ. Rất là tài tình. Xưa. Dạ. Này ta chưa bao giờ thấy ai thông minh như hắn. Dạ. Và lại còn am hiểu giáo lý nhà Phật nữa chứ. Tâu hoàng thượng, không ngờ ca đến vậy kia lại thông minh như vậy. Hoàng thượng, hoàng thượng phong quan cho anh ta quả là sáng suốt. Thôi, ta không ưa nghe những lời phỉnh nịnh. Tao thật không ngờ tất cả của cải tao có được ngày hôm nay lại xuất phát từ một cú va chạm vô tình ấy, và từ một cú đấm nảy lửa ấy. Nhưng mà thầy ơi, đã ba năm nay rồi con cũng không sao hiểu nổi được cuộc nói chuyện kỳ quặc giữa thầy với đức vua. Có thế mà cũng không hiểu. Dạ. Thế sao bây giờ mày mới hỏi? Dạ con sợ hỏi thầy thì thầy lại bảo là con ngu. Ngu quá đi chứ, quá ngu. Như vậy này, công nhận mày ngu thiệt. Khi nhà vua gặp tao, nhà vua đưa bàn tay lên đầu vò vò mấy cái, ý ông ấy hỏi tao có làm nón không. À, tao liền chỉ tay xuống chân dây dây mấy cái, tao bảo tôi chỉ làm nghề đóng giày thôi. À. Ừ. Nhà vua lại đưa ba ngón tay lên, ý ông ấy trả ba đồng một đôi. Dạ. Tao không đồng ý, tao đưa năm ngón tay lên. Tao đòi năm đồng một đôi thì tao mới làm. À, con hiểu rồi. Có thế mà cũng không hiểu. Thầy à, kể ra con cũng ngu thiệt, thế nhưng mà hôm nay con không ngu nữa đâu thầy. Con nói chuyện này ra thì thầy phải thưởng cho con mới được. Chuyện gì? Dạ hồi sáng này thầy đi vắng, có ông Kỷ ông sang thăm thầy đó. Ông Kỷ nào? Dạ ông Kỷ mà bị kiện về tội ăn cắp bò đó. À. À. Dạ. À. Dạ. Ông ấy đem đến đây hai nén vàng, nhưng con không nhận. Trời ơi, sao mày ngu vậy? Ấy không 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 thầy ơi, con đã nói với thầy là con không ngu nữa rồi. Con nói với ông ta rằng thầy tôi á là một người quang minh chính đại, chí công vô tư ha, và vô cùng liêm khiết, không bao giờ ăn của đút lót.
Nhưng nếu ông có thành ý thì tôi bày cho ông một cách. Mày bày cách gì? Dạ, con nói với ông ấy là thầy tôi tuổi Tý, ông lấy vàng đúc thành con chuột đem đến biếu cho thầy tôi. Mai ra thầy tôi vui lòng nhận cho ông, và còn cho là ông có lòng thành. Vậy ông ta bảo sao? Dạ, ông ta bảo là ông ta sẽ làm ngay. Ôi trời. Và ngày mai ông ta sẽ đem đến cho thầy. Ngu. Ngu quá. Thầy ơi, vẫn ngu à? Quá ngu. Thế tại sao mày không nói tao tuổi Mão? Tuổi Mão? Ừ. Con mèo. Con mèo. Nó to hơn con chuột. To hơn con chuột. Ngu quá. Ngu thật à. Sao kỳ vậy? Sao lại chỉ có 13 chén vậy? Mình ơi! Mình à! Mình ơi! Mình ơi! Mình! Hỗn láo như ông ấy thì gian dái ai? Bà làm cái gì vậy? Nè, ông đừng có giả giờ nữa nghe. Chè tôi đem lên là để cúng cha cúng mẹ. Tại sao ông lại lấy ăn trước hả? Tôi ăn hồi nào? Chứ sao còn có 13 chén vậy? Bà mang bao nhiêu chén? Làm sao tôi biết được? Tay tôi mang lên tất cả 7 lần. Mỗi lần 2 chén. Vị chi 27, 14. Tại sao bây giờ chỉ còn có 13? Ông không ăn thì ai ăn hả? Nè, bà đừng có hỗn láo nghe. Nè, ông hỗn láo thì có đó. Chú mày biết tài. Hỗn láo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, làm nước ơi. Trời làm ơi, nước ơi. Đi vô. Trời ơi. Chồng tôi hỗn láo với cha mẹ, bây giờ lại còn đòi đánh vợ nữa. Mày hỗn láo nữa thôi hả? Nè, ông dám đánh tôi hả? Tôi sẽ đi kiện quan cho ông xem. Ông còn dám đánh tôi không? Không thể như vậy được. Dạ bẩm quan, chắc chắn là hắn đã lấy bò của con. Chính con bò trong chuồng nhà hắn là của con thiệt mà. Dạ xin quan minh xét, xin quan minh xét. Dạ bẩm quan, ông ta nói chính con bò được cột nhốt cẩn thận trong chuồng, và rồi ông ta đặt ngay cái chõng ở giữa cửa mà nằm ngủ. Vậy thì ai dám dắt bò ra cho được à? Dạ xin quan minh xét. Dạ chắc chắn là hắn dắt bò chui qua chõng con nằm mà ra à. Thật là nực cười. Con bò chứ đâu phải con chuột đâu mà chui qua được gầm chõng. Hả? Vậy thì mày dắt con bò của tao đi bằng đường nào? Sáng ra cái chõng của tao vẫn nằm y chỗ cũ. Nằm trắng lối ra vào. Mày trả lời tao đi. Anh là đồ ngốc. Anh ngủ sai. Người ta khiêng chõng của anh sang một bên, dắt bò ra, rồi khiêng chõng của anh đặt về chỗ cũ. Có thế mà cũng không biết. À, quá ra quan thông đồng với hắn, cho nên quan mới tỏ tường đến như vậy. Rồi lắm. Bay đâu? Dạ. Lôi nó ra ngoài, đánh cho nó 100 rồi. Quan ơi, quan cho con ơi, quan ớt cho con ơi, quan ơi, quan minh xét quan ơi, cứu con lại quan ơi. Con chuột kia. Dạ. Ta xử cho người thắng kiện. Dạ đội ơn quan. Dạ con đội ơn quan. Con đội ơn quan. Dạ Lê Thị Ruộng và Lâm Rẫy. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan. Dạ lại quan. Cô kia, bằng chứng đâu mà cô dám khẳng định là chồng cô đang bớt một chén chè trên bàn thờ? Dạ bẩm quan, quan thử tính xem,
Con mang lên cả thảy 7 lần, mỗi lần 2 chén à. Vị chi là 2714. Vậy mà khi con đếm lại ở trên bàn thờ, chỉ còn lại có 13 chén. Nhà chỉ có hai vợ chồng. Không ông ấy ăn thì còn ai vào đây nữa? Dạ, dạ bẩm quan, xin quan minh xét à, quan cho con lắm, quan cho con lắm. Nhà ngươi có bằng chứng gì để chứng minh rằng mình là kẻ vô tội? Dạ, dạ bẩm quan, dạ có à. Dạ bẩm quan, dạ bằng chứng đây à. Dạ. Khá khen cho ngươi. Dạ. Ngươi dám hối lộ trước mặt công đường. Dạ bẩm quan, con có tội. Dạ bẩm quan, xin quan dung thứ cho. Nếu như quan không nhận thì con xin phép, con xin phép mang về à. Đại đó, ai cho ngươi mang về? Đây là tang chứng, ta phải giữ lại làm bằng. Dạ. Ngươi đừng giở trò phi tang để chạy tội. Về chỗ. Về chỗ. Dạ. Còn cô kia. Dạ, dạ bẩm quan. Nghe tao nói đây, dỗ là dỗ ông, dỗ bà nó, không lẽ nó lại thất lễ với ông bà? Dạ đúng à. Hơn nữa 27 không nhất thiết phải là 14, mà cũng có khi 13. Dạ. Nè, ngươi hãy ngước mắt lên nhìn mái công đường mà xem. Mái trước từ dưới đếm lên cả thảy có 7 đò. À, mái sau đếm từ dưới đếm lên cả thảy cũng 7 đò. Tổng cộng 2 mái có 13 đò. Dạ. Yeah. Dạ đúng quá. Dạ bẩm quan, thế nhưng thôi mà. Thôi, thánh nhân đã dạy rồi, phu sướng thì phụ tùy. Thôi vợ chồng ngươi dẫn nhau về, đóng cửa mà bảo nhau, kẻ bàn dân thiên hạ người ta chê cười cho. Dạ. Nếu lần sau mà còn tái phạm, ta trừng phạt đó. Dạ, bẩm quan công minh lắm à. Bãi đường. Bãi đường. Thưa thầy, thầy đếm lại. Đủ 10 lượng rồi. Bây giờ giá cả tính sao? Dạ lão chủ nói là bán cho người khác giá 40 đồng một lượng. Nếu mà thầy lấy thì chỉ tính phân nửa giá thôi. Vị chi là bao nhiêu? Dạ 20 đồng một lượng, 10 lượng là 200 đồng ạ. Thôi được rồi, tao lấy 5 lượng. Vâng ạ. Còn 5 lượng này mày mang về trả cho lão ấy. Vâng ạ. Thưa thầy, thầy cho con xin tiền để con đem trả luôn cho người ta. Tiền gì nữa? Dạ, tiền thầy lấy 5 lượng. Sao mày ngu vậy? Nó bảo tao chỉ phải trả phân nửa giá thôi. Dạ. Tao lấy 10 lượng, tao trả lại hắn 5 lượng thì đúng giá quy định của nó rồi còn gì. Thầy nói cái gì con không hiểu à. Sao mày tối dạ quá. Thôi được rồi, đưa 5 lượng đây. Tao lấy 10 lượng thì tao phải trả cho lão ấy 200 đồng thôi chứ gì. Dạ đúng ạ. À, bây giờ tao lấy 5 lượng này, tao mang ra ngoài tao bán thì được bao nhiêu? Dạ, bán ở bên ngoài thì giá là 40 đồng một lượng, mà 5 lượng vị chi là 200 đồng ạ. Mày bắt đầu khôn ra rồi đó con ạ. Dạ. Bây giờ tao lấy 5 lượng ha. Dạ. Mày mang 5 lượng này trả cho lão ấy. Dạ. Và nói với lão là thay vì việc tao trả cho lão ấy 200 đồng. Dạ. Tao trả hẳn cho hắn 5 lượng vàng, tương đương với 200 đồng rồi còn gì nữa. Dạ đúng quá. Mà phải sòng phẳng như vậy mới được thầy ạ. Thôi con đem trả cho hắn nghe thầy. Ừ. Dạ. Thank you.
Dạ bẩm quan. Người tới đây làm gì? Làm gì mà quan hút quản chứ chị? Em chứ có phải là cướp đâu mà quan run sợ vậy? Thôi được rồi, người tới đây có chuyện gì nói đi. Dạ bẩm quan, buồn quá đi quan ơi. Buồn cái gì? Ta xử cho ngươi như vậy, ngươi cho là quan ức à? Dạ. Sao mà buồn? Dạ em cũng phải buồn vì chuyện ấy. Vậy buồn chuyện gì? Dạ chồng em đã bỏ em rồi quan ơi. Sao? Ngươi làm thế nào mà chồng ngươi bỏ ngươi? Mà chồng ngươi bỏ ngươi có liên quan gì tới ta đâu mà ngươi tới đây khóc với lóc? Chú Quang bảo em còn biết khóc với ai bây giờ? Em nghĩ chỉ có Quang mới có thể an ủi được em trong lúc này. Quang ơi, Quang nói đi, bây giờ em phải làm sao? Làm sao? Làm sao là làm sao? Chuyện đâu còn có đó. Thôi thôi, từ từ rồi ta tính ha? Thôi nín đi nín đi, đừng có khóc nữa. Quang ơi, bây giờ em chỉ còn có một mình. Thân phận đàn bà con gái, con biết nương tựa vào ai? Chắc em chết quá Quang ơi. Nè, đã bảo đừng có khóc nữa mà lại. Kìa, kìa. Nè, ngươi mà khóc một hồi nữa hả là tao khóc theo đó. Thôi 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 thôi. Thôi nè, nghe tao nói nè. Tối rồi, ngươi về đi ha? Rồi từ từ ta sẽ tính ha? Chứ ngươi cứ đứng như thế này rồi bà nhà tôi về thì tôi có nước ra đường mà sống thôi đó. Về nhà bây giờ chỉ có một mình, em buồn quá Quang ơi. Hay là Quang về với em đi Quang nhé. Được. Được. Bây giờ thế này, em về trước đi ha. Thế rồi giữa khuya Quang đến được không? Chừng nào cũng được, miễn có Quang bên cạnh là em yên tâm rồi. Nè, nhớ nghe, Quang đã nói là phải giữ lời đó. Em không có gài cửa đâu, Quang chỉ đẩy nhẹ một cái là vào thôi. Nhớ nghe. Nè, đừng có nói lớn, hàng xóm người ta biết, xấu hổ lắm. Em yên tâm đi. Nè, em về trước đi. Em về Quang nha. Em về nghe. Dạ bẩm quan, con thề lần này con không lấy được chính con bò của con. Con không làm người. Người muốn gì? Dạ bẩm quan, con biết quan tuổi Tý, nhưng quan lại yêu con mèo hơn. Dạ bẩm quan, quan thử xem liệu con mèo này nó có thắng nổi con chuột kia hay không à. Thank you.
Minh ơi. Gì? Trộm. Trộm. Cái gì? Trộm hả? Nói nhỏ thôi. Đã 3 năm rồi, bây giờ ta mới có dịp trở lại huyện Hà Đông này. Không biết cái tay thợ đóng giày đó đảm nhận trọng trách ra sao, mà sao ta thấy dân tình có vẻ lôi thôi quá. Tâu hoàng thượng, muốn hiểu đời sống dân tình ra sao, trước hết phải hỏi dân sẽ biết. Đừng cười ông huyện Hà Đông, xứ gì lòng chồng 2713. Nói ra thì tan cửa nát nhà, mà nếu nghe thì 2713 cựng ngỡ lòng. Nè cô kia, sao cô hát nghe kỳ lạ vậy? Sao lại 2713? Có nói thì các ông cũng không hiểu nổi đâu. Cô sống ở huyện này lâu chưa? 3 đời nhà tôi sống ở mảnh đất này. Bây giờ đến đời tôi thì tôi không muốn phải dung thân ở mảnh đất tối tăm này nữa. Cô nói vậy nghĩa là sao? Có nói thì cũng chả được cái tích sự gì, chỉ thêm tức thôi. Cô là dân ở huyện này, chắc cô biết đời sống dân tình và tư cách của các quan ở đây. Tôi đi xem hát, thấy những giai nịnh như Đổng Trác, Tào Tháo, ông nào mặt cũng trắng cả. Còn các quan ở đây, tôi chưa thấy ông nào mặt trắng hết. Ông nào cũng béo tốt, đỏ hồng hào. Chỉ có dân là mặt trắng, không còn tí máu nào. Ví dụ như tôi đi chẳng hạn. Cái lý của ngươi hôm trước là lý con chuột, còn cái lý của hắn hôm nay là lý con mèo. Dạ. Con mèo nó to gấp 10 lần con chuột. Dạ phải. Phần thắng nhất định thuộc về hắn rồi. Dạ đúng vậy. Không có gì để bàn cãi nữa. Dạ bẩm quan, nếu cái lý của hắn to bằng con mèo thì ngay bây giờ cái lý của tôi sẵn sàng to bằng con chó. Dạ. Dạ thưa, con chó có thắng nổi con mèo không? Đương nhiên, mèo phải sợ chó rồi. Không, không thể như vậy được. Mày phải trả bò cho tao nghe. Tao thề không lấy lại được 9 con bò, tao sẽ không làm con người. Vậy thì cái lý của ngươi phải bằng con hổ. Hổ? Hổ mới thắng được chó. Chính tao, chính tao là hổ đây. Tao xé xác chúng mày ra từng mảnh. Chúng mày làm tao mất hết cả tài sản, không còn gì để mất nữa. Bây giờ trả bò lại cho tao. Trả bò lại cho tao. Lên đâu? Dạ. Lên. Dạ. Đi. Đi. Lên. Dừng lại. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
ta vô cùng thất vọng về ngươi. Thật đáng tiếc. Thần đáng tội chết. Thần đáng tội chết. Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Người hãy mang lá bùa này vào người, nó sẽ giúp ngươi làm quan trong nay mai. Không, không, tôi không muốn làm quan nữa. Không, 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 tôi không làm quan nữa. Thầy, tôi không làm quan nữa. Thầy ơi, chờ tôi với thầy. Thầy ơi, tôi không làm quan nữa. Ha 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 ha